Như đó đồng ý làm ăn tới đâu rồi? Tốt lắm, mọi chuyện khá suôn sẻ. Canh chừng cho đàng hoàng đó, tôi không muốn bị nó làm giá đâu. Chú yên tâm, chuyện đó chú sẽ lo. Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Sao lại như vậy? Thấy Hà có sao không? Được rồi, tôi tới đi. Có chuyện gì vậy? Công ty xảy ra ngộ độc thực phẩm, có đến 10 người phải vào viện. Trong đó có một người đang trong tình trạng hôn mê vì bị dính với chất gây ngộ độc. Tôi đi đây. Em thấy trong người sao rồi? Anh còn biết quan tâm tôi sao? Em đang mệt, giận dỗi không có tốt đâu. Mặc kệ tôi, chẳng liên quan đến anh đâu. Thôi mà, anh có lỗi, lỗi tại anh xin lỗi em. Lúc mới nghe tin em bị như vậy á, anh như phát điên lên được. Anh rất là lo cho em có biết không? Không biết là đang nói xạo hay nói thiệt. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi ha, khi nào mà em khỏi bệnh á, em muốn xử lý anh sao cũng được hết. Thôi được, em không muốn nói chuyện với anh nữa, thôi anh về đi. Có ai nói là không muốn nói chuyện với anh đâu. Em sao vậy? Em uống miếng nước đi. Được chưa? Tại anh hết đó. Anh biết rồi, tất cả là tại anh. Mai mốt tùy em xử lý anh sao cũng được hết. Chịu chưa? Chờ em hết bệnh đi, anh sẽ biết tại em. Em sao vậy? Nhiên em chóng mặt quá. Em nằm xuống nghỉ đi. Thấy à, mẹ sao vậy con? Nó bị sao vậy? Con làm mẹ muốn đứng tim luôn đây nè. Con không có sao đâu mẹ. Hà chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi bác à, không sao đâu, hai bác đừng lo. Cái gì? Ngộ độc thực phẩm à? Thái à, con ăn cái gì mà lại ngộ độc thực phẩm? Sáng nay con chỉ ăn sáng ở nhà rồi ra công ty. Đúng rồi, chính nó đã đầu độc con. Cái gì? Sáng nay á, tụi tôi đã mua ổi của Bimax. Đây nè, đây là photo của đơn mua hàng á, mấy anh coi đi. Nước ép ngoài ổi ra còn có đá và nước, cho nên nguyên nhân gây ra ngộ độc không phải do từ ổi. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh bên đó. Còn về bên này, chúng tôi sẽ kiểm tra các mẫu thu sau. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo xử lý sau. Các anh chị cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn các anh nhiều ạ.
thế nào rồi? Dạ, họ mang các mẫu trái cây đi kiểm tra. Khi nào có kết quả, họ sẽ gửi thông báo xử lý ạ. Con xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cả nhà. Sao con lại nói thế? Chuyện sự cố xảy ra đâu có ai muốn mà lỗi mới phải. Cho dù kết quả có ra sao, anh nghĩ là em nên dừng việc buôn bán lại đi, để chuẩn bị một cơ sở cho đàng hoàng. Chứ làm ăn manh mún tạm bợ kiếm vài đồng lẻ mà phiền phức quá. Huy à, anh yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng thu dọn mấy cái thứ mà manh mún tạm bợ đó, để khỏi làm gai mắt anh, khỏi làm cho anh thấy phiền. Con xin lỗi, con xin phép ông, xin phép hai bác con về trước. Dạ con xin phép. Khi cô gọi đồ uống, cô có nói rõ cho nhân viên bán hàng rằng cô thấy ai uống loại nước gì không? Dạ có, tôi có dặn họ làm một ly nước ép ổi thật là đặc biệt dành cho chị Hà. Tôi còn sợ nhân viên bên ngoài lấy lầm, nên đã dặn họ là dám ăn keo lại để làm dấu nữa. Cô coi có phải là ly này không? Dạ đúng là cái ly này rồi. Cô còn nhớ mặt người giao hàng không? Dạ nhớ chứ, cô ta cũng là chủ của cửa hàng mà. Mà tôi thấy hình như cô ta với chị Hà có xích mích gì với nhau. Khi vừa gặp nhau thì hai người đã không ngừng chỉ trích nhau rồi. Thôi được rồi, cảm ơn hai cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Dạ, không có gì ạ. Bên công an đang lấy lời khai của mọi người ngoài đó. Nếu đúng là hạ độc thì vụ này nghiêm trọng đó. Chưa kể đến nạn nhân còn đang hôn mê. Nếu không tỉnh lại thì phải nói là con nhỏ đó không còn cách gì cứu vãn được. Alo, tôi nghe đây. Tôi biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi để báo lại cho tôi. Chuyện gì vậy? Tôi mình chỉ đi, lập tức ra lệnh cho các siêu thị đóng cửa quầy nông sản. Nếu khách hàng nào đã lỡ mua mà còn trong siêu thị, bằng mọi cách phải xin lại cho tôi. Thực hiện ngay đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ổi được dùng để làm nước ép gây ngộ độc, được mua ở siêu thị Vinmart. Sao lại như vậy? Đúng là cái bà ăn mì đi. Kỳ này là chết chắc rồi. Ngày mai báo chí thế nào cũng đăng gùm beng lên cho coi. Rồi ai dám mua hàng của mình nữa. Bây giờ á, chuyện nó cũng đã lỡ xảy ra rồi, cứ ngồi đó mà than vãn trách móc, giải quyết được gì đâu. Thôi kệ nó, thua keo này bày keo khác, lần sau ráng lên. Mà cái số của mình như không có tay làm ăn thành phố hay sao á. Hai lần trước đem sữa lên siêu thị bán cũng xảy ra chuyện, giờ còn gặp cái chuyện này nữa. Số gì mà số, chuyện là do mình quyết định chứ ai đâu. Mà dù gì đi nữa, thất bại bao nhiêu lần nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc đâu. Lần sau phải cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu mà lần sau làm lại, bà có định dọn đi chỗ khác giống hồi sáng nói không? Dọn. Nè, hồi đó tôi với bà quyết định lên Sài Gòn là làm sao? Để có thể sau này tự chủ trong làm ăn đúng không? Nếu mà bây giờ mình cứ nhờ giả người này nhờ giả người kia vậy, biết bao giờ mới tự chủ được. Ừ, bà tính sao tôi nghe vậy?
Ủa, anh Huy. Chào em. À, thôi anh ngồi nói chuyện với bé ba nha. Em mệt quá à, em ngủ trước. Hồi sáng anh nói có gì không phải thì bỏ qua cho anh nha. Thuộc đáng giã tật, sự thật thì mất lòng. Chung quy là anh chỉ muốn em được tốt hơn thôi mà. Em biết, trong chuyện làm ăn á, em cần phải học hỏi rất là nhiều. Và em cũng không ngại khi mà người ta phê bình em, rồi nói này nói nọ em. Nhưng mà gì thì gì, cũng cần phải tôn trọng em một chút. Làm ăn manh mún, dễ gây phiền phức, kiếm vài đồng bạc lẻ. Anh bắt đầu coi thường em từ lúc nào vậy? Hay là bây giờ anh so sánh em với người bạn gái tài giỏi của anh trước đây? Em đã thấy hình và nghe hết chuyện của Mai rồi. Người mất thì cũng đã mất rồi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Anh không coi thường và cũng không so sánh em với bất cứ một ai cả. Anh đang chỉ cho em thấy là em đang đi sai đường mà thôi. Nếu như vậy tại sao lúc đầu anh ủng hộ em? Anh ủng hộ là ủng hộ em mở cái chuỗi siêu thị. Còn việc buôn bán nhỏ lẻ, anh thì em đang hào hứng, cho nên anh để em làm cho vui thôi. Cái gì thì cũng phải đi từ số 0 mà lên. Nếu như hôm nay em chỉ có thể buôn bán nhỏ lẻ, thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia em có thể phát triển nó hơn nhiều lần lắm. Chuyện nhỏ em làm chưa xong, làm sao sau này em làm chuyện lớn? Ai cũng phải từng gặp thất bại. Nhưng mà quan trọng á là khi thất bại mình rút ra được bài học rồi đứng lên. Em có biết điểm yếu của em là gì không? Là lý tưởng hóa và lý thuyết. Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy là em làm được. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Còn con đường là do em tự chọn. Anh về đây. Thiệt tình, đúng là nực cười. Ai đời mà đi ngộ độc thực phẩm ngay chính cái siêu thị mình bán ra vậy hả? Làm sao? Mẹ à, mẹ nói bác sĩ cho con xuất viện đi. Cái gì? Xuất viện hả? Trời đất ơi, con nói không ra hơi, con đứng không nổi. Xuất viện làm sao? Hà, con phải về phụ anh Chí. Nếu mà chuyện này giải quyết không ổn thỏa thì sẽ ảnh hưởng đến công ty lắm mẹ. Con à, con à, con ôi con, ôi trời ơi, em có sao không? Cậu à, cậu khuyên giùm nó một tiếng đi, cho nó ở lại bệnh viện đi cậu. Em làm sao vậy? Sao không nằm nghỉ ngơi đi? Anh à, anh mau lo về công ty để giải quyết mọi chuyện đi, đừng có lo cho em. Em yên tâm đi, anh đã giải quyết xong hết mọi chuyện rồi. Ở đây có mẹ với em rồi, anh về mau đi. Cậu Trí à, con Hà mà nó nói như vậy thì chắc cậu phải về công ty đi. Chứ cậu mà ở lại thì nó lại mệt thêm đó. Thôi đi đi cậu. Vậy thôi, anh về cho em nghỉ ngơi nha. Trưa anh vô. Dạ, con xin phép.
Con gái tôi con thay đổi nhiều quá ha. Mẹ nói gì vậy? Nếu mà là ngày trước á thì con sẽ la làng lên, con biểu thằng Trí phải ở lại đây, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ à, mẹ nói giống như là ngày trước con nghe ngược ghê gớm lắm vậy đó. Phải rồi, con đâu có ngang ngược, mà con hơn vậy đó. Mẹ này à. Vậy là con gái tôi đã bị thằng Trí nó bắt mất rồi. Có chuyện gì đâu mà mất công hai lên đây làm chi vậy? Chuyện bây giờ không chỉ liên quan đến em đâu, mà còn liên quan đến hợp tác xã nữa. Sao vậy được? Nếu bị mắc không lấy hàng ở chỗ khác nữa thì ổi ở đó đúng là dưới hợp tác xã mình đưa lên. Trời đất, vậy là chết chùm á hả? Chào anh. Chào anh. Xin lỗi, ở đây ai là cô Nguyễn Phù Sa? À, là tôi đây. Chúng tôi ở đội cảnh sát điều tra có một vụ cố ý hạ độc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, nên chúng tôi muốn mời cô về để hợp tác điều tra. Đây là giấy mời và lệnh khám xét. Các anh có thể nói rõ hơn được không? Đây là vụ ngộ độc xảy ra công ty Phạm Đình. Có người tố cáo chúng tôi rằng chính cô Phù Sa là người đã hạ độc, nên chúng tôi muốn mời cô ấy về để hợp tác điều tra. Bây giờ chúng tôi sẽ khám xét ở đây, sau đó sẽ là cơ sở trái cây của cô Sa. Bà thử gọi điện cho nó xem nào. Tôi gọi máy mà nó không chịu bắt máy ông ạ. Cái thằng này thật, đúng là biết nó đi đâu. Thế nào, con bé đâu rồi? Công an người ta đến, người ta điều tra rồi, nó đi theo người ta rồi. Cái gì? Họ bắt nó đi rồi à? Dạ không phải là bắt đâu ạ. Họ mời về để hợp tác điều tra thôi. Ông đừng có lo quá. Thế thằng Huy đâu? Có phải thằng Huy đi theo con bé rồi phải không? Dạ không ạ, nó đi đâu từ sáng ấy, con tìm mãi mà không gặp được nó. Cái thằng, trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà nó thật là... Sáng nay công an đến khám xét rồi đưa con bé đi, có chuyện gì mà lại nghiêm trọng thế hả cháu? Bây giờ tôi đang bận, tôi sẽ nói chuyện với chú sau. Nếu như ngày đó em chọn tôi thì bây giờ đâu có ra nông nổi này. Vào đi. Dạ, cháu chào bác. Em sao vậy? Sao không ở bệnh viện mà về đây làm gì? Em khỏe rồi, bác sĩ cho em xuất viện mà. Thì để đưa em về nhà nghỉ nha. Em muốn về nhà thì em đến đây làm gì? Kết quả kiểm nghiệm thế nào rồi? Dạ trong hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có kết quả bác à. Cháu đã yêu cầu họ nhanh chóng kiểm nghiệm cho mình rồi. Số hàng đó có phải mình lấy từ hợp tác xã Tiền Giang không anh? Phải. Vậy thì tốt rồi. Cho dù là kết quả kiểm nghiệm có vấn đề, nhưng mà chúng ta cứ đổ hết cho con bé nhà quê đó, nói rằng nó đã làm hại sản phẩm, để hại chúng ta. Vậy thôi. Mày nói đúng đó anh. Dạ, cháu biết phải làm gì rồi. Nè, bây giờ đang bệnh thì tôi cho nợ nha. Mai mốt phải tính cái chuyện trả công cho tôi đó. Dạ yeah. Con đang bệnh, mẹ chăm sóc cho con mà mẹ cũng tính công nữa hả?
Nếu mà tính cái công chăm sóc á thì chắc là cô phải trả nợ cho tôi cả đời á. Là tôi tính cái chuyện hồi nãy mà tôi đóng vai á, tôi bắt thằng Trí nó phải triệt đường của cái con nhỏ nhà quê đó đó. Đáng đời con nhỏ đó, ai kêu lúc nào đó cũng chọc tức con chi. Thật ra nếu mà con muốn triệt á là con phải làm mạnh tay hơn nữa kìa. Ý mẹ là sao? Đây không phải là một vụ đầu độc, nhưng hãy làm sao cho nó biến thành một vụ đầu độc. Mà trong cái chuyện này con đâu cần phải ra tay. Con phải để cho thằng Trí nó chứng minh cái tình yêu của nó đối với con chứ. Trời ơi, bắt máy giùm đi. Cô gọi không được hả? Mình có mời luật sư không? Từ từ đã chị, để coi tình hình sao đã. Anh, Lê, sao rồi? Đang làm việc, em có tìm được anh Quy không? Mấy chỗ anh chỉ em tìm hết rồi mà không có. Cả ngày trời rồi mà không thấy đứa nào nó báo tin tức gì về không biết. Thằng Nghĩa nó đã bảo không sao rồi, ông đừng có lo lắng quá. Tụi chúng nó có việc gì là cứ hay im mìm giải quyết một mình lắm, không biết đường nào mà lần đâu. Thế còn thằng Huy nữa, đang dối hết lên như thế này mà không thấy mặt mũi nó đâu cả. Mà không có cách nào liên lạc được mấy thằng Huy à? Dạ, có, con đã bảo các cháu, nhưng mà chúng nó đi tìm mãi cũng không gặp được thằng Huy ạ. Thế có chết không cơ chứ? Mà không biết nó đi đâu, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Quá, ông đừng có lo quá, con đã bảo không sao mà. Dạ con thưa ông, thưa hai bác ạ. Thế mọi chuyện ra sao rồi cháu? Còn cháu xa đâu? Dạ, làm gì với cơ quan công an cả ngày, em xa đã mệt, nên con đã đưa em xa về bển nghỉ rồi ạ. Thế công an họ bảo thế nào hả con? Công an vẫn còn đang điều tra, chứ chưa đưa ra kết luận gì ạ. Thưa cả nhà, con mới về ạ. Nhà mình có chuyện gì vậy ạ? Mày đi đâu từ sáng đến giờ hả? Dạ, cháu đi công chuyện ạ. Công chuyện gì mà cả ngày mẹ gọi điện con cũng không bắt máy thế? Dạ, con xin lỗi, con để quên máy ở nhà. Mà có chuyện gì vậy ạ? Thái Hà kiện em Sa bỏ thuốc độc để hại cô ta, nên em Sa cả ngày hôm nay á bị công an mời lên làm việc. Bây giờ cô ấy sao rồi? Đang ở bên nhà đó, chắc chắn ngày mai công an sẽ mời lên làm việc nữa. Sao lại con đứng đó không sang bên đó để xem con bé thế nào à? Hai, coi play kìa. Tội nghiệp, nó lo cho em nó sanh bệnh luôn á. Mà có vụ này á hai, em không biết là phải nói với play làm sao nữa. Chuyện gì? Thì hồi nãy công an nói với em á là vụ bán trái cây có phần hùng của play nữa, nên ngày mai người ta mời nó lên nói chuyện. Trời đất, sao có tôi dính vào vụ này nữa? Sao giờ mới nói? Thì giờ nó không có muộn đâu. Chết rồi, tôi chưa kịp chia tay anh Nghĩa, chưa kịp gọi gì cho ngoại luôn á. Má ơi, ngày mai mà họ mời lên rồi họ có cho gì giống bữa nay không, hay là họ nhốt luôn? Nhốt luôn á. Ừ thì lỡ rồi, thôi bà để tôi gánh vụ này mình cho. Ở ngoài á, chăm sóc ngoại cho tôi ngang. Người coi chừng anh Nghĩa nữa, không có để cho anh đi với con khác nghe chưa. Mà cái vụ này quan trọng nhất nè. Mai mốt mà tôi ra đó là phải có mấy cái cửa hàng,
À không phải cái cửa hàng, cái gì, cái siêu thị trái cây, nhớ chưa? Thôi đi, khờ quá, không có đứa nào bị nhốt đâu. Ý chị là mấy ba nó chọc em á, cái công an nào mà bắt em. Ui, sao mày chơi ác vậy hả? Có cái mặt bị dụ. Mà thôi, thì cũng phải nhờ vậy mới biết Úc Lê tốt với Phù Sa tới cỡ nào chứ. Thấy không, tình nguyện bị nhốt thay bạn luôn, quá anh hùng. Nó nghe nè, đừng mừng nha. Từ nãy bị thần kinh bị gì á nên nói vậy thôi à. Chứ giờ mà hỏi lại hả, chưa chắc đâu. Ghét quá. Thôi ăn cơm đi nè, rồi ăn thuốc. Bó tay luôn, nằm không ở nhà mà cũng bệnh nữa hai. Ai nói nằm không, đi vòng cái anh Quy cho bà chứ bộ. Thôi thôi thôi, không có gây nữa, ăn cơm lẹ đi. Để chị nằm ở cửa nha. Em xuống đây á chỉ là để chị Bình thấy là hai đứa mình không có gây nhau thôi. Giờ xong rồi anh về được rồi đó. Sáng nay anh để quên điện thoại ở nhà, anh không biết em xảy ra chuyện, cho anh xin lỗi nhé. À, thôi kệ đi, không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Đã dính dáng đến pháp luật thì không còn là chuyện đơn giản đâu em à. Em không có làm gì hết á, mắc mớ gì em phải sợ. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Ngày mai anh sẽ đi với em, rồi tìm luật sư rồi chúng ta bàn bạc. Còn bây giờ em lên nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều chuyện phải làm đấy. Úc Lê đâu sớm vậy chị? Ờ, nó đi chợ rồi. Nó nói là muốn nấu vài món ngon cho bé ba ăn. Mình đi được rồi đó. Xin lỗi mọi người. Alo, anh nghe đây. Vậy hả? Được rồi. Ok, rồi anh sẽ tới ngay. Anh xin lỗi, anh có chuyện quan trọng không đi chung em được. Khi nào xong việc anh sẽ đến chỗ em. Anh cứ lo việc của anh đi, không cần lo cho em đâu. Mọi người lo cho Phù Sa giùm tôi nha. Mình đi đi, không trễ giờ. Đây anh. Bên trung tâm y tế vừa gửi kết quả kiểm nghiệm qua. Kết quả cho thấy là các nông sản trong siêu thị của chúng ta an toàn, đáp ứng được các yêu cầu an toàn về thực phẩm anh à. Ừ, tốt lắm. Cô chuyển qua cho bộ phận VIA làm việc đi. Dạ, nhưng mà chưa có kết quả kiểm nghiệm bên bộ phận bán trái cây. Trên mỗi trái đâu có ký hiệu nào chứng tỏ đó là hàng bán ra từ siêu thị. Còn cái hóa đơn chỉ có thể chứng tỏ được họ đã mua hàng ở siêu thị, nhưng không thể chứng tỏ được hàng của họ là mua từ siêu thị mình. Cô hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Em xin phép ra ngoài ạ. Alo, Thái Hà hả? Em thấy trong người sao rồi? Em nhớ anh, em muốn gặp anh. Ăn đi. Cảm ơn anh. Kết quả kiểm nghiệm sao rồi anh? Ừ, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn em à. Vậy thì tốt. Lần này em sẽ cho con nhỏ nhà quê đó sống dở chết dở. Có phải anh không muốn em làm như vậy với nó không? Anh nhắc lại, anh và cô ta không liên hệ gì hết.
Em muốn làm gì thì cứ làm, nhưng mà đừng lo anh vào những chuyện này. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về công ty đây. Anh à, em xin lỗi, em sẽ không nói đến chuyện này nữa đâu. À, anh không muốn vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến tình cảm của mình, em hiểu không? Em biết rồi. Cam chua không? Hay để anh đi lấy táo gọt cho em ăn nha. Cũng được. Mà anh, ừ? Có phải là vì em chuyện gì anh cũng làm được không? Em lại muốn gì đây? Em muốn anh làm cho em một chuyện. Đã xác định được chất gây ngộ độc là một loại thuốc bảo quản nông sản. Nhưng mà kết quả kiểm nghiệm những cái mẫu nước, rồi mẫu nước đá, kể cả những trái ổi ở siêu thị và ở nhà, đều cho thấy đạt chuẩn an toàn. Từ đó có thể suy ra, những trái ổi đem làm nước ép trái cây đã bị nhiễm quá chất. Có 3 cách để ổi bị nhiễm quá chất. Thứ nhất là bị phun trực tiếp. Còn thứ hai là do phun qua trái khác nhưng mà bị lây. Và thứ ba nữa, đó là sẽ bị tẩm độc vô từng trái. Nhưng mà còn một nguyên nhân khác, đó là khi bé ba đem nước đến, đã bị người khác bỏ thuốc độc vô. Bé ba! Bé ba! Dạ? Chị Bình nói, có thể là lúc em giao nước ép trái cây, đã bị một ai đó bỏ thuốc vô. Em nghĩ cái trường hợp đó thì không có xảy ra đâu. Tại vì lúc đó mấy cái ly nước ép ổi để lẫn lộn với nhau thì làm gì mà có đủ thời gian mà lựa ra ly nào được. Ổi này á có nguồn gốc từ hợp tác xã. Mà ở dưới đó thì không có xài chất bảo quản, cho nên cái chuyện mà bị nè, phun trực tiếp nè, bị lây lan là không thể nào xảy ra được. Chỉ còn lại cái này. Nếu như mà hợp tác xã không xài thì siêu thị xài thì sao? Không có chuyện đó. Tôi chắc chắn là siêu thị không xài, bởi vì tôi đã cho người xác minh chuyện này ở bên đó rồi. Anh nói là về sớm sao về trễ vậy? Có mấy chuyện bên dự án mà tôi nói với cậu rồi cơ mà. Phù Sa, anh xin lỗi vì sáng nay không đi chung với em được. Không sao đâu, anh bận công chuyện mà. Thôi, mình trở lại vấn đề đi. Nếu như mà đã loại trừ những nguyên nhân đó thì chỉ còn cách là tẩm độc vào từng trái thôi. Chính vì bên công an cũng đang phân tích như mình á, nên bây giờ mọi nghi vấn đổ dồn vô em hết. Mà cũng hên đó nha, là họ không có tìm thấy cái hóa chất đó ở chỗ em, chứ không là bây giờ em bị bắt rồi. Là ai đã làm vậy ta? Một là người của hợp tác xã, hai là người của siêu thị, với mục đích là phá hoại uy tín của siêu thị. Mà cũng có thể là phá hoại hợp đồng của hợp tác xã với siêu thị. Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, thằng Tý là người trước kia của anh Quý tự nhiên xin nghỉ khỏi hợp tác xã rồi đi khỏi địa phương luôn. Vậy có thể là do anh Quý khi bị cắt chức chủ nhiệm nên mất luôn cơ hội kiếm chác từ hợp đồng nông sản với lại siêu thị, cho nên bây giờ ảnh quay lại quậy để siêu thị cắt luôn hợp đồng với hợp tác xã. Có thể lắm chứ. Nếu như vậy chúng ta sẽ điều tra theo hai hướng. Hướng thứ nhất là xem siêu thị có bị ai ganh ghét điều gì hay không. Hướng thứ hai là từ thằng Quý. Lê à, con lên kêu mấy đứa xuống ăn cơm đi. Đi cả ngày chẳng chịu nghỉ ngơi gì, con man bạc gì nữa chứ. Dạ, để con lên gọi. Ủa, giờ này mà ai còn kêu cửa vậy?
Tôi qua bên đó mà thấy không có đứa nào ở nhà, cứ tưởng là tụi nó ở bên đây. Tôi nghe nè Úc Lê. Tím má lên hả? Ừ rồi, tôi xuống liền. Ủa, sao tím má lên giờ này? Hay là tím má biết chuyện rồi? Đâu ai nói gì đâu. Nếu vậy thì mình xuống dưới đi. Ừ, đi. Thiệt tình, chuyện vậy mà cũng giấu được là giấu sao hả? Tôi là tôi thấy con bé hai tên nó lật đá lật đật chạy lên thành phố là tôi nghi rồi mà. Bây giờ tụi bay nói thiệt đi, cái chuyện này nè nó nghiêm trọng đến mức độ nào? Dạ chuyện này đúng là hơi rắc rối, nhưng mà tụi con đã tìm ra manh mối rồi, mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ thôi à. Thiệt không? Con nói thiệt mà. Nếu như mà con nói sai á, mai mốt con cho tới đánh con luôn. Mời vào ạ. Bố ạ. Này, bố sực nhớ ra cái chuyện này cho nên bố sang bố nói với con. Ngày mai con đi với cháu Sa nhá. À, ngày mai Nghĩa sẽ đi chung phủ Sa rồi bố ạ. Con phải đi lo mấy câu chuyện ở dưới dự án. Dự án có chuyện gì à? À, tại vì có thêm nhà đầu tư cho dự án mà, thành ra con phải đi bàn công chuyện với họ. Thì chuyện làm ăn là quan trọng, nhưng lúc này nếu mà con sắp xếp được ở bên cạnh phủ Sa thì vẫn hay hơn. À, con ở bên cạnh suốt thì có giải quyết được vấn đề gì đâu ạ. Với lại không có gì cho nên mình cũng không phải lo đâu ạ. Câu nói của con sao mà nó vô tâm thế? Trong lúc này á, cháu Sa nó rất cần sự có mặt của con ở bên cạnh. Không phải là để giải quyết chuyện gì, mà đơn giản là để có một chỗ dựa và để động viên tinh thần, con có hiểu không? Dạ, con sẽ cố gắng sắp xếp ạ. Thôi, cứ làm như vậy đi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, đây là cơ hội để anh chứng minh anh yêu em thật lòng, chứ không hề suy nghĩ gì đến con nhỏ nhà quê đó. Nếu như mà anh không làm được, tất cả coi như chấm dứt. Yêu à? Đó mà gọi là yêu sao? Nếu như em và anh không còn quan hệ thì mẹ em cũng không cần ủng hộ anh nữa. Anh có 2 ngày để lựa chọn nữa. Được rồi. Chú biết sắp xếp sao rồi. Mắng. Mắng đi. Dạ, chú gọi con. Đi làm chuyện này cho chú.